Thưa quý vị và các bạn, vì sao thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 giống tên một loại thực phẩm chức năng? Đang giãn cách mà đường phố đông đúc trở lại nhiều nơi, vậy khi nào mới hết dịch? Chuyện tưởng như không được phép có thì lại xảy ra. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý này trong nhật ký COVID-19 ngày hôm nay. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để quét mã QR để quản lý thông tin tất cả người vào ra tại cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm, người vào ra, người đến giao hàng tại các chốt kiểm soát của các xã, phường, thị trấn, khu chung cư, khu đô thị, thôn, tổ, v.v. Đối với trường hợp bị nghẽn mạng, người dân không có thiết bị điện tử, không biết sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn hoặc khai báo trên tờ khai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống. Công an tỉnh Bắc Ninh đang đấu tranh mở rộng vụ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân Trần Tấn Dương, 34 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp, về hành vi làm giả bán phiếu xét nghiệm COVID-19. Nắm bắt nhu cầu của các lái xe cần giấy xét nghiệm COVID-19, đối tượng đã sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ, dùng kỹ thuật scan, chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách, in màu và tự ký giả vào các mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ thử nghiệm dùng 3 loại thuốc Artesunate, Imatinib và Infliximab trong việc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Dự kiến thuốc sẽ được dùng thử nghiệm cho hàng nghìn bệnh nhân tình nguyện tại hơn 600 bệnh viện ở 52 quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8, thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiềm lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 có tên là Vipdovir. Trước đó thì trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 8 thì Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia Bộ Y tế đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện nay thì có ý kiến khác nhau về sản phẩm thuốc thử nghiệm Vipdovir và thực phẩm bảo vệ chức năng Vipdovir C do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất và quảng cáo. Về việc này thì Viện Công nghệ Sinh học đã ban hành công văn số 421 nêu rõ việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia đơn phương sản xuất đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipdovir C là không đúng với nội dung hợp đồng hợp tác công nghệ sản xuất chế phẩm Vipdovir ký ngày 20 tháng 3 năm 2020 giữa Viện Công nghệ Sinh học và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia. Yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipdovir C để tránh hiểu lầm cho người tiêu dùng. Các chuyên gia trong lĩnh vực dược phẩm đều cho rằng nếu đơn vị nào cố tình gây ra sự hiểu lầm ấy, nó không chỉ đơn giản là hiểu lầm nữa mà sẽ là trục lợi, là lợi dụng các nhà khoa học để bán hàng. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày hôm nay thì nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh có lượng lớn xe cộ qua lại, đặc biệt tại các chốt kiểm soát giao thông vào giờ cao điểm, dòng xe ùn ứ hàng dài, lực lượng chức năng có lúc phải xả trạm. Trong khi đó thì tại thủ đô Hà Nội, bước sang ngày thứ 20 thực hiện giãn cách xã hội thì nhiều tuyến phố trung tâm trở nên đông đúc, người dân ra đường nhiều hơn trước đó. Chính quyền và ngành y tế liên tục nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được chủ quan mà cần phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, không ra đường khi không cần thiết, ai ở đâu thì ở yên đó theo yêu cầu của Thủ tướng. Bởi lẽ, mỗi ngày Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao là từ 60 đến 80 ca mắc mới một ngày, đặc biệt là đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Công nhân trong khu công nghiệp, các hộ kinh doanh buôn bán tiểu thương trên địa bàn xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Với người dân được xét nghiệm sớm để sàng lọc nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 là điều ai cũng mong muốn. Vì vậy, khi nằm trong đối tượng được rà soát xét nghiệm, được gọi đi lấy mẫu, không ai chỉ hoãn, bởi họ đều ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Qua quá trình rà soát của thành phố, đã đến địa phương để test nhanh và như này thì tôi là người bán hàng, tôi rất yên tâm. Để mà xác định ở ngoài cộng đồng thì rất là khó và thành phố đã triển khai cái nội dung này là tôi thấy rất là đúng đắn để cho các xã triển khai cái việc sàng lọc các cái trường hợp nguy cơ cao, các cái vùng da cam trên địa bàn thành phố. Thời điểm này, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng các ngày giãn cách xã hội, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Việc xét nghiệm này sẽ đánh giá được nguy cơ lây nhiễm để trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt để F0. Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn được phân bổ 5.000 mẫu test nhanh và 5.000 mẫu real-time PCR. Việc phân bổ các mẫu xét nghiệm được ưu tiên đến đúng khu vực, đúng đối tượng, bảo đảm theo nguyên tắc chính xác, an toàn và hiệu quả. Tất cả các mẫu xét nghiệm test nhanh thì chúng tôi phân cho các phòng khám, các trạm y tế để sàng lọc những đối tượng ho sốt tại cộng đồng.
những trường hợp mà người nhà hoặc người bệnh mà đang điều trị tại các bệnh viện tuyến thành phố và một số các tỉnh thành khác về địa bàn thì chúng tôi cho lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó thì xét nghiệm cho lực lượng tham gia trực các chốt của thành phố, của huyện, của xã. Việc triển khai xét nghiệm diện rộng với đa dạng nhóm nguy cơ nhằm sớm phát hiện F0 bóc tách ra khỏi cộng đồng. Đây là công việc quan trọng để đáp ứng tốt công tác phòng dịch trong thời gian hiện nay. Tuy tốc độ lây lan nhanh nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào khẳng định các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay không thể chống lại biến thể Lambda. Do đó thì tiêm chủng vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa COVID-19 hiệu quả nhất hiện nay. Ngoài chủ động tiêm chủng vaccine thì người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K, tránh để dịch COVID-19 tiếp tục lây lan và sản sinh ra các biến thể, biến chủng mới nguy hiểm hơn. Vâng, và đến đây nhật ký COVID-19 ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục hỏi đáp vaccine. Tôi bị quá lịch tiêm 12 tuần của mũi 2 AstraZeneca, tôi có phải tiêm lại từ đầu không? Bạn không phải tiêm lại từ đầu mũi tiêm này. Các thử nghiệm vaccine AstraZeneca cho thấy khoảng cách 2 mũi tiêm càng xa thì đáp ứng với vaccine càng tốt. Nếu bị vượt quá 12 tuần chưa được tiêm thì bạn cần tiêm sớm nhất có thể chứ không phải tiêm lại từ đầu. Có cần phải thử phản ứng trước khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 không? Hiện không có bất cứ khuyến cáo nào về việc thử phản ứng hay test dị nguyên trước khi tiêm vaccine bất kỳ, bao gồm cả vaccine COVID-19. Nếu bạn có cơ địa dị ứng, cần theo dõi sát sao tiêm chủng tại bệnh viện. Nếu bạn từng bị phản vệ từ độ 2 trở lên trước đây, bạn không được chỉ định tiêm vaccine COVID-19 căn cứ theo hướng dẫn mới nhất về khám sàng lọc của Bộ Y tế. Những thông tin cập nhật sẽ có cho những trường hợp phản vệ với các tác nhân khác không phải vaccine COVID-19 trong thời gian tới.